Cho con hỏi rằng cứ phát nguyện giải thoát thì chắc chắn rằng tối đa chỉ còn luân hồi tới 80 A tăng kỳ 100.000 đại kiếp nữa thôi đúng không ạ? Xin thưa là không đúng nha. Tại vì cái con số này á, nó là con số dành cho những vị đã thành tựu, chứ không dành con số cho những vị chưa thành tựu. Sự nói nó giống như cái con đường mà từ đây ra Hà Nội, sư ví dụ nghe, khoảng bao nhiêu đó cây số, thí dụ 1.000 đi, sư không nhớ, ai có lên Google đừng có nói sư đưa thông tin sai, sư ví dụ thôi mà, thí dụ 1.000 cây số đi, thì mình hỏi là mình hỏi người đi đúng đường, họ đi đúng đường rồi họ đi tới nơi mới hỏi là anh đi bao nhiêu, thì cái đường từ Sài Gòn đó họ bao nhiêu cây số, họ sẽ trả lời khoảng 1.000 cây số, ví dụ như vậy. Nhưng mà cái người đi sai đường á, mình có hỏi họ đi, hỏi họ đường không? Mình như không có hỏi. Tại cái người đi sai đường họ vòng xuống Cà Mau, rồi họ ra Bình Thuận, rồi họ tới Phan Thiết, rồi họ về về tới Côn Đảo, rồi họ lại đi lên trên Huế, rồi họ xuống ngược xuống Cà Mau. Hơi đâu hỏi. Hỏi cái con đường rồi mình hỏi cái người đi tới nơi á. Thì cũng vậy á, cái con số 80 A tăng kỳ và 100.000 đại kiếp là nó chỉ cho vị thực hành con đường lâu nhất, là cái vị mà Thượng Tấn Bồ Tát, chỉ tính những vị tới nơi thôi. Còn những vị đi vòng vòng không có tính. Hay là những vị nửa đường bỏ cuộc cũng không tính luôn. Những vị thối chuyển, những vị thoái tất cũng không có tính. Cho nên cái con số này là con số dành cho những vị đã tới nơi rồi, lúc đó mới tính. Thành ra cái câu là chắc chắn là chuyện không có chắc chắn nha. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.